Kênh bán nhà quận 7 chính chủ hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 2266 Quỳnh Tấn Phát, tỷ nhà nhà bè nha cô chú anh chị. Nhà thì có diện tích ngang 3, dài 12 m, nhà một trệt, 2 lầu. Có ban công trước nha cô chú anh chị. Nhà thì có cửa sổ trời sau luôn. Đó, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh, nhà thì rất đẹp, full nội thất. Chủ nhà muốn bán cái giá là 2 tỷ 650, 2 tỷ 650 thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào mà xem bán kênh bán nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Em quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà. Đường trước nhà thì xe 16 chỗ là chạy qua lại luôn nha cô chú anh chị. Đây bên trước là ngoài 2266 đi vô. Nhà thì cao tầng đồng bộ. Hay là mình đi đường này cũng được nha cô chú anh chị, hai đường hẻm thông. Đây là căn nhà của mình. Ở trên cái ban công lớn, dưới thì làm tân cổ điển. Cửa thì cửa nhôm sifa nha cô chú anh chị. Sân trước nhà rất là đẹp đẽ luôn. Đây em quay trong này. Đây thì cửa nhôm sifa của nhà, đang cửa nhôm sifa 4 kính nha cô chú anh chị. Nhà thì ngang 3, dài 12 m. Bên đây chủ nhà trang bị sẵn cho mình cái kệ để giày nha cô chú anh chị. Đây là sofa nè. 2 tỷ 650 thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Quá đẹp. Chủ nhà trang bị sẵn cho mình sofa nè, ở sau thì đây là bàn ăn. Sofa ăn, sofa toilet, em chụp toilet đi, toilet đối với chị là toilet đặc biệt. Này là em quay lại. Đây là không gian, chỗ này mình để tủ lạnh nha cô chú anh chị. Ở đây mình để tủ lạnh nè. Đây là không gian bếp. Thì cái chỗ này không gian cầu thang thì lúc nào người ta cũng làm cái học tủ á, để mình làm cho nó rất là kính, rất là đẹp đẽ. Trong đây có cái học. Thì cuối nhà đây là cái nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. Đây chỗ mình có cái nhà cái có cái cửa sổ trời chỗ này nè. Đó, ở sau nó rất là thoáng. Đây là nhà vệ sinh. Vệ sinh thì xài cảm ứng nha cô chú anh chị, đèn cảm ứng. Gạch men thì chủ nhà anh trang bị sẵn cho mình lên hết tới trần luôn à. Ngang 3, dài 12, rất dài nha mấy chú anh chị. Rất là dài. Đây là chủ nhà trang bị thẳng phòng ăn nè. Đây không gian nhà bếp nè. Trên thì tủ kệ bếp nha cô chú anh chị. Dưới thì chủ nhà có trang bị sẵn cái lớp đá rất là sạch sẽ để mình nấu nướng. Thì không gian phòng khách. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 2266 xẹt 14 nha cô chú anh chị. Nhà thì có diện tích ngang 3, dài 12 m. Nhà một trệt, 2 lầu, có ban công trước nha cô chú anh chị, có ban công trước rất lớn. 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh rất là đẹp. Chủ nhà muốn bán giá là 2 tỷ 650, 2 tỷ 650 thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào xem kênh bán nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Em mời cô chú anh chị mình đi lên trên lầu 1 để mà xem trên lầu 1. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà liên hệ cho em ở số điện thoại là 0913 78 1712. Em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua xem nhà. Sàn thì sàn ốp gỗ rồi nha cô chú anh chị. Đây là phòng sau của lầu 1 nha cô chú anh chị.
Phòng sau thì có cửa sổ, có rèm cửa, chủ nhà đã trang bị sẵn rèm cửa cho mình đó rồi, mở ra rất là thoáng. À, tất cả là cửa, là cửa nhôm Sifa hết, cửa phòng cũng nhôm Sifa luôn nha cô chú anh chị. À, ngay chỗ phần công khoảng giữa chủ nhà cũng trang bị sẵn cho mình rất là đẹp. Nhà thì lầu 1 thì hai phòng nằm hai bên. Cái nhà vệ sinh chính giữa nha cô chú anh chị. Nhà thì hướng Tây Nam nha quý chú anh chị. Đây là ban công của lầu 1, rèm cửa có sẵn luôn. Ban công lầu 1. Hẻm thì hẻm xe tải, xe 16 chỗ là đậu trong nhà luôn. Ngay cửa. Đây là ban công lầu 1 nha quý chú anh chị. Rất là rộng rãi, rất đẹp đẽ. Đây là ngoài 2266 đi vô. Nhà thì cao tầng. Bên đây còn cửa sổ đó nha cô chú anh chị. Nhà thì hai cửa sổ. Đây, em đi cô chú anh chị mình lên lầu 2 thì xem lầu 2. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở hẻm 2266 sẹt 14, Quỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 3, dài 12m. Nhà một trệt, 2 lầu, có ban công trước lớn, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 2 tỷ 650. 2 tỷ 650 còn thương lượng chính chủ tại nhà nha quý anh chị. Nhà thì công chứng nhà nước nha quý anh chị. Nhà thì công chứng nhà nước. Phòng nào phòng sao có cửa sổ hết nha cô chú chị. Đó, cửa sổ có rèm cửa sẵn luôn. Bốn phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 2 tỷ 650. 2 tỷ 650 thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào xem kênh bán nhà ngoài chính chủ chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản ở nhà và chính chủ nha quý chú chị. Tất cả cửa là cửa nhôm Sifa hết. Quý chú anh chị nào xem kênh thì muốn đi xem nhà liên hệ cho em qua số điện thoại 0913781712, sẵn sàng sẽ đi cô chú anh chị xem nhà nha. Đây là phòng trước lầu 2. Lầu nào cũng có ban công hết nha cô chú chị. Nhưng ban công lầu 1 rất là lớn. 2 tỷ 6. 50 thương lượng chính chủ. Nhà thì đồng sở hữu mua bán ký công chứng nhà nước. Cô chú chị nào mà không hiểu thì gọi cho Phương, Phương giải thích, Phương cho cô chú anh chị nha. À, giờ cái cửa là bị kẹt rồi. Đó, đây thì cái ban công nó qua tới bên đây nha cô chú anh chị. Đó, ban công qua tới bên đây luôn. Nhà thì hướng Tây Nam nha cô chú anh chị.
chị nhà ở hẻm 2266 sẹt 14 Quỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè. Nhà thì cách chợ Phú Xuân khoảng 5 phút nha cô chú anh chị. Đi vô Phú Mỹ Hưng khoảng 10 phút. Đi vô trung tâm quận 1 tầm 20 phút nha cô chú anh chị. Nhà có diện tích ngang 3, dài 9 m, nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh, nhà có 2 ban công nha cô chú anh chị. Chủ nhà muốn bán giá là 2.650. 2.650 thương lượng với chủ. Cô chú anh chị nào muốn xem nhà cứ liên hệ cho em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị xem nhà nha.